Cái lá ban điền anh. Cái lá ban điền nhưng mà cái kéo thì nó chưa ổn định. Nó phải bật nắm hết. Đồng chí bên kia kéo hộ anh ạ. Tay cắm bên kia kìa. Đấy đúng rồi. Mở đi. Đấy đi. Em hắt lên lưng. À đúng rồi. Rồi, bắt đầu. Rồi, lên năm. Mình năm mới thay mặt cán bộ chiến sĩ cấp ủy chỉ huy tàu lên chúc Tết các đồng chí. Chúc các đồng chí ca trực của mình đảm bảo an toàn cho con tàu trong quá trình đó trong thường. Rồi, nó ăn phải ăn đứng nó lại cho anh né luôn em cái rồi anh nói lại em ạ. Đầu xuân năm mới thì thay mặt cấp ủy chỉ huy tàu lên chúc Tết các đồng chí, chúc các đồng chí năm mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo kiếp trực cho tàu tàu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong đêm giao thừa, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt. Chúc mừng năm mới các đồng chí. Rồi. Cảm ơn đồng chí thuyền trưởng. Nhân dịp năm mới cũng thay mặt anh em đi kiếp trực, chúc đồng chí thuyền trưởng khỏe mạnh, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Xin chúc mừng đồng chí. Rồi. Rồi, 1 2. Rồi bắt đầu. Chúc mừng năm mới đồng chí. Ừ. Rồi nhá. Rồi bắt tay. Rồi bắt tay. Chúc mừng năm mới. Rồi ok. Hôm nay qua ăn kia luôn. Rồi anh đứng vậy nha, nhìn ra phía đứng sát lên kia. Rồi, cảm ơn anh. Đời mình là một cung quân hành, đời mình là mấy ca chiến sĩ. Lòng chúng ta ca bài ca người lính
Rồi bắt lại bài đấy nhá. Rồi. Rồi bắt lại bài đời mình là một khung quân hành. Hai ba. Đời mình là một khung quân hành. Đời mình là mấy ca chiến sĩ ta ca vang trên bên qua tháng ngày. Đấy thì những kinh nghiệm gì hay của vùng 3 này thì mình cũng tích lũy lại để sau này quay trở về đơn vị vùng 1 mình lại phổ biến đúng không? Nha. Còn tại sao cái này anh em phải thống nhất như chỗ cái này này? Kinh nghiệm đây là đồng chí Nguyễn Ngọc Thương đấy là trưởng ngành cơ điện cũng mới về năm vừa rồi. Có thế là cùng với đồng chí này trong ngành cơ điện à? Thế sao lại hai? Cũng biên chế là trước là tập sự sau giờ là biên chế xuống để cho các anh cầm cặp. Thế thì phải về tranh thủ học cho nó nhanh nhé. Nắm thật chắc vấn đề này để phải thay thế nhau chứ không phải là một người đi mãi được. Ừ. Rồi. Chỉ này đồng chí. Báo cáo thủ trưởng đây đồng chí Nguyễn Bá Trương. Sự là vinh dự rồi thì cũng
các đồng chí cũng rất nhiều khó khăn vất vả, sống rất nhiều những cái khi mà Tết đến xuân sang cũng rất nhiều những cái vấn đề muốn chia sẻ. Đấy, thế thì cũng rất là mong các đồng chí xác định cho tốt. Anh Tuấn cười đâu mà có anh chương xấu thế? Bây giờ Thank you.
ai cũng phải. Quay đầu lâu nhỉ? Đừng đi chậm chậm để mình quay á. Mấy đồng chí trên kia đứng